Thôi lặng lâu vậy. Nó dài dữ ta. Con non mà. Wow. Wow. Đâu? Sao đâu? Cách lỡ. Ở đâu vậy? Đây nè, bỏ đây nè, cái lấy cái đầu đây lại. Lấy cái gỗ úp lại đi. À, bỏ vô úp lại. Mến chào cô chú anh chị đã đến với kênh Bona quê tôi. Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Bona quê tôi. Hello. Xin thật xin kính chào đại gia đình trên mọi miền đất nước, một lời chào trân trọng nhất ạ. À. Hôm nay mình với Nguyễn Phúc với Nguyễn Khang. Với thêm một em mới nữa, Nguyễn gì? Nguyễn Hậu. Nguyễn Hậu. À, hai bạn này ở Sóc Trăng qua các bạn. Mình với Nguyễn Phúc thì ở Hậu Giang. Có hợp quýnh lần này quýnh hai tỉnh liên tỉnh luôn rồi, mọi chim chép các bạn ơi. Mọi chim chép với cá lô kiến. Mọi chim chép cá lô kiến. À, hai tỉnh có hợp đây thử coi nó mạnh không chứ hổng gài kinh gì các bạn không xem hết trơn buồn cũng chết luôn rồi. Mình có hợp hai tỉnh nha các bạn. Rồi đi. Sóc Trăng với Hậu Giang mình có hợp quýnh là quýnh lớn mà chặn cho khán giả người ta coi người ta cười bể bụng luôn coi. Rồi, mời gia đình mình đi mọi chim chép nha. Nhảy xuống. Đồ dụng cụ mình bỏ cái này hết đi. Có ăn trộm mà lấy thì mình không có đầu mặt luôn. Thao lấy đồ xuống mà. Lấy thao xuống Khang ơi. Cái gì? Lăn tón không có cần chép gì đâu. Lù kiếm, lù kiếm. Nè. Hay là đứa con nè. Con gì? Chém chép vô chiếu. Chém vô sao nướng. Vào đó. Qua bên kia thử làm sao. Đó gì không con? Đây nè, đây đơn con nè, con này bự nè. Bự hơn Khang nè. Đây đây to nha. Cái gì? Mấy cái này luộc á chứ nướng gì? Hình như là mấy con này mình giả lên mình nè anh. Mấy con này mình nó lên nổi lên phải không? Cái này nè, nấu nổi lên nè, nổi lên vớt rồi nấu canh luôn ngót bá phát luôn á. Ừ, cái con nhỏ nhỏ này. Con nhỏ này nè. Ừ. Đây nè. Mà mấy con này nướng lâu lắm, nướng nhỏ. Cũng bự rồi, sống mưa góp kim rồi á. Đây nữa nè. Trong mưa nè ha. Ở ngoài này nè cưng ơi, ngoài này đất mềm mềm đó nè. Đất chân nè mà nhỏ 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 này không à. Cái này mà luộc nướng luộc rồi chấm với ớt chanh rồi á. Nướng. Nướng thì lâu lắm. Mày luộc chấm mắm chấm nước chanh. Hả Nguyễn gì nè, quên rồi. Nguyễn Hậu hả? À? Ok, thì tôi gắng nhớ coi. Nguyễn Hậu. Cũng nhớ là tối ngày đưa vô YouTube không à. Vô muốn khi mò thì con bự hơn đó. Giữa sông nè, kẻ khác nè. Ủa? Giữa sông kẻ khác nè. Lỡ bộ luôn hả? Lỡ bộ luôn. Phí bo rồi. Bo mệt quá. À, được nhiêu đây nè mọi người. Nguyễn Khang này hôm đó mò cá lóc kiến cho mình đó các bạn. Nguyễn Hậu này mới tham gia. Đầu. Nguyễn Hậu tham gia mới mốt lãnh tiền YouTube rồi. Chuyện vợ rồi chuyện lại cho mấy tiền đô. Nguyễn Hậu. Mốt cái vợ rồi chuyện lại cho tiền đô. Đi bộ qua sông rồi. Vô mỗi sông nó cảnh nhất ta. Cỡ cỡ này ra được không cưng? Ông này mới có là cưng. Nè. Nó chạm quá à. Ông này mới có. Ờ à, đó con bự đó ha. Ở trong thì con bự mà. Nó cứng con bự. Hả? Có cái một kiếm không ạ? Con lặn đâu con lặn luôn. Ừ. Wow, lặn, lặn luôn hả? Lặn luôn chứ sao? Cái lóc kiến bỏ đây văng hết trơn. Không có hả? Dở sạch sạch đi. Mới mò đây cũng con nhóc này này một mạng ăn đủ rồi nè. Mò xíu à. Cái này về con lấy cái nồi luộc đó chứ. Nhưng con mò lẻ lắm. Cái nồi luộc á. Ồ, nhóc hết trơn, nằm sắp lớp. Rồi cái này, xe nhỏ. Kệ luộc cắm muối tiêu chanh ăn bậy nó cũng đỡ buồn. Không phải chuyện không có chiều cao đúng rồi,
qua đây nè, qua đây mò nè, vui nhóc chừng khăn vui nhiều lắm à. Nhiều lắm, nằm lớp dưới đất, nằm hộp dưới đất chút xíu á, chẳng nhất à. Đi bộ rồi qua rồi mò cái một thao luôn à, tức ăn. Ừ. Chứ mà tắt theo đường kim luôn, lên mò mấy mưa ống kiếm cá lục kiếm. Ừ. Mấy con bự không à? Mấy con bự bự, mấy con chim chép á, là ở phía trong đất cứng á, nó mới có. Chào. Đất này cũng có nữa nè. Ừ. Ở đây có hàng bỏ nè. Có không? Không mà chừng nào mà mình làm YouTube mà chừng nào mà hỏng nó cứ vợ là mình lãnh tiền mình chịu lại được đủ rồi. Chứ thằng Khang thì không kịp. 25 tuổi giờ cũng lãnh tiền YouTube chưa đủ chi lại nữa. Mày giờ nhiêu tuổi rồi? 18, 7 năm nữa lãnh tiền YouTube cũng chưa đủ tiền chi lại đâu. Nó thấy chỗ ngay tư nó thổi đất nhất à. Cái sao còn cẩu không? Cái gõ cái nón luôn. Con. Con lên. Nó có nè, nó có lá này, có nằm hộp dưới á, đưa mỏ lên nhóc, nhóc lừ lừ kìa. Ừ. Đưa mỏ lên đó, nó lặn lên đó. Mỏ từ từ đi, từ thôi. Từ thôi, mời tập trung mỏ này hơi cho chép nó nhiều chút đi. Rồi muốn họ lọc phía này lại. Ui, có cá lọc phía này, có cá lọc phía này. Có không? Có không? Có. Có. Con này mới đã nè. Ừ, con nó bự á. Ừ. Có cá lọc phía này. Có cá lọc phía này. Có cá lọc phía này. Có bỏ thao thôi Khang. Ây da. Chết cha, chết nó gì vậy? Có không à? Thôi lặn lâu vậy? Lặn hơi dài dữ ta. Con non mà. Wow. Wow. Đâu? Sao cái đâu? Ừ, cái bự. Ở đâu vậy? Đây nè, bỏ đây nè, cái lấy cái đồ đây lại. Lấy cái gỗ úp lại đi. À, bỏ vô úp lại. Con nói đi giết chuồng là ngon rồi. Được ha. Lấy xuồng đi là ngon ngon nhất có thể không chịu. Tính đâu là vô qua đây là bò đi chân lưới như bữa vậy đó. Ừ. Còn không hết hả? Chứ chuyện đó đi ăn lưới mà. Chuyện đi ăn lưới rồi đi ăn lưới đi chài nữa hai ba thứ. Mấy cái con nhỏ nhỏ này cũng đầy cũng đờ lừ luôn rồi. Ngày sau khúc là tao nhìn nước trôi dữ lắm á nha, tôi chừng hồi chơi 100 anh á. Nguyễn Hậu ngon ta, Nguyễn Hậu mò dính cái lục kiến bự ta. Này mình luộc á, rồi lễ được con á chứ nướng cái gì. Nướng ăn đâu. Dạ. Làm muối tiêu, ớt, chanh, đồ, đường, đồ. Đây nè Hậu, Hậu, thử cái này kìa. Cái này nè. Cái chữ ướt cái mít nha, ta bỏ vô chữ ướt mít nha. Không ăn, chim chép, dạ. Đâu có ăn. Thấy không? Gà gà cầm cái cầm tay đó. Đây cũng đèn này nè, cầm. Bây giờ quẹo cái 500 đi, rắn lấy đầu mình sẽ nó lần này đi. Quẹo cái 500 thử coi. Coi mà cái 500 nó có bự không? Cá rô hả? Quẹo cái 500 có chim chép bự không? À. Ở đây thì con go 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 gì đó. Ăn đi hay sao? Cái gì? Mình đâm bên kia. Nó cứng chứ không có rồi, đi đâm bên kia đi ha. Cứng này có mấy con bự nè. Ờ, có con bự. Rồi qua kia Nguyễn Hậu ơi. Bệnh chống bệnh có hàng không anh Thuận? Không. Rồi giờ có hang có cá ha. Con kêu. Được rồi Khang ơi. Chú được cái đéo tươi mò nữa có không? Ừ rồi. Xin lỗi nhóc ơi, ngồi đứng một chỗ qua. Ngon chỗ mà qua. Ngồi từ 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 mò. Mò gì trên đó vậy Khang? Nó chứ mò gì. Được chưa? Này dính rồi.
Đây. Đấy, mở bòi chỗ này nó có mấy con nhỏ xíu này nè. Bãi chỗ này. Để như đây nữa nè. Giờ mày mà vô trong mương mình làm mớ cái lu kiến là đủ nhậu rồi. Mười mấy con như bữa đó thật. Ừ. Đủ lụm rồi. Rồi, giờ chúng ta luôn, xuống luôn. Xuống luôn. Cù lá hẹ này chắc không có con gì quá. Mò trước đây, mấy em mò trước đây. Chấp mấy em mò trước á. Cua quá hết. Mò đi. Mò đi. Đây đây. Kẹp rồi. Dính rồi. Cua không có thế gì nè. Hốt nguyên con rồi đó. Rồi. Bắt chụm đầu nó lại, bắt dính này. Người mở ở đâu? Lấy gỗ đây lại luôn. Quay đi. Chứ. Còn con nào nữa không? Qua đây đi. Ủa, còn đây, còn đây con nữa nè. Nghe không Khang? Dạ, dạ. Dính này, dính này. Dạ. Quá nhà cua rồi. Bỏ đại vô đi. Rồi, bỏ đại vô nó đi. Ờ, cua. Ây da. Hai con. Con nào đúng không? Chắc hai con hết rồi. Thôi, hết rồi, hai con à. Gặp cua mà chỉ bác ha, bắt mò cua mà coi. Cái đó kiến tao hơi ớn rồi à. Ủa, sao quá bắt hết luôn con. Cua. Có bắt luôn. Mũi cắn quá chứ lẹ. Có cá chạy lên bờ nha. Nè, có em chết nè, thấy không? Bự không, con bự không? Nè. Ờ. Mũi quá, mũi quay. Ồ, có cái hang ngon quá nè. Hang này ngon nè. Ui, mấy hang này bự lắm. Lắng lứt à. Học cái chân vô thử có nó không? Mấy hang này học chân vô rồi. Ớn quá rồi. Sâu quá lắm. Cái nó kiếu thở. Sâu quá không? Cua, cua thấm có sợ mà cái nó kiếu. Ồ, cái hang, cái giò thật không tới được người. Hả? Có cái hang. Dạ, cho mẹ ơi. Dạ, cho mẹ ơi. Dạ, mẹ hả? Dạ, mẹ ơi. Khang ơi, đúng có giò vô đây ăn. Hình như bác đụng con cái rồi chồng cái gì á. Đâu, mày đâu. Ủa, dòng bẻ hơi đau quá. Hả? Dạ. Dạ. Dòng bẻ ghê quá. Hey. Có không, có không? Bà hồi nãy bác thấy như có con cá hay chồng hay gì á. Dòng có thấy. Chắc có hay gì á. Nằm cái bệnh á. Mà cái dòng bắt bẻ qua đó không được. bẻ đó. Từ hậu ơi. Bắt dập bẻ luôn. Cái gì? Hầu. Quỳ vốn chưa? Sâu quá. Sâu quá. Sâu quá dòi nữa đây. Dò không dài. Không tới luôn. Không tới luôn hả? Rồi. Hang sâu dữ lắm. Sâu rồi. Ghê gớm rồi ta. Dữ dằn. Dò không dài cái này nè. Có mà không bắt được ha. Ui. Cá. Cá. Cá lóc chạy vô. Chạy hang hay gì? Không có, nó nằm ngoài. Nằm ngoài chạy. Mình còn cái hang đó này Khang ơi. Hang lứt rồi ta. Láng hả? Cái giò dài thò mà thò không tới nữa nè. Có cá gì? Không có. Cái giò thò chưa tới hang nữa. Cái này cá con không à? Đâu? Cái giò thò. Bành bung luôn. Nó cũng đang bằng cái gì. Bắt lên giết con. Đâu cá lôi kiến con đâu, con bắt này thử lên thử coi. Nó nhỏ xíu vậy đó hả? Ừ. Trời ơi. Cá lươn kiến con. Ừ, thả lên. Dạ. Có không? Có không? Nguyên con cá trời. Cá. Cái gì? Không biết cái gì nữa. Chắc cá lóc quá hả? Vừa thọt cái tay vô cả mất tiêu rồi. Không có bắt nãy hai con đâu có kẹp đâu à. Đâu? Có đâu? Đừng biết câu à. Đâu đâu? Chính xác là Hoàng. Bắt ra luôn. Đi nếu mà biết con tôm. Đúng rồi, con tôm đó hả? Dữ à. Biết cái con tôm đó ta. Dữ hậu là dữ à.
Ừ, dính cái con tôm con để này luôn ông ơi. Đâu, chắc bà nó kẹp thấy cái này. Rồi đâu rồi? Tôm. Tôm rồi, sao hơi sâu. Rồi rồi. Mở khăn, mở khăn. Trời ơi, trời nó đừng có cái con tôm nó không biết con tôm nó nội thì dữ thiệt chứ. Đụng cái con cái bắt được cái con tôm luôn mà. Cái càng tôm luôn. Tao. Mở mở đi con này. Cái tôm, tôm chị xác ơi đừng bỏ nha. Hồi nãy nó bỏ tôm càng ủng lắm rồi đó. Có cái càng thiệt. Dính cái càng. Ồ nó đụng cái lòng tôm dưới nước mà nó biết lòng tôm trời. Ồ kìa kìa. Hay thiệt chứ. Bớt cái gỗ lên. Vậy. Trời ơi ảnh mò tôm ảnh mò đụng câu ảnh biết dưới nước mà ảnh biết cái con tôm nó ông nội hay thiệt. Có tôm trong miếng hậu ăn rồi. Ừ mà không khỏe nó bắt tôm càng nãy là ngon quá cho hậu nó ăn được quá được rồi nó thả con. Sợ hai này quýnh lộn quá con mà sợ hai này quýnh lộn hai mà dành ăn á thế nó thả luôn hang sâu nữa hả tôm nó bự không có không con có cái hang trên bờ không có đâu con con cua hay gì nè cua thì chưa bất thưởng móc băng cua cho mày coi móc băng cua và báo phát đó một lần trong mưa mà bùng bùng ngon á tôi nói là cắm câu bên mương giữa đó Phúc có vỏ tôm càng hết hòn bự luôn rồi cái mương nặng ẩu không có sọt á ẩu ê dính cá lóc hả con cá lóc bẻ cổ luôn nha ở đây có hang nào mà không tới kêu Khan đấy kêu con về con giữ đi kêu Khan qua bẻ cổ luôn bóng tượng để đại đi là đại đi lại không được không vậy không nè cái bóng tượng mà tới cá lóc ê bỏ trên cái xô được không nè nào mấy ông sao đâu bóng tượng không có đại không có đại tự đâu có nhảy cá găng bắt ngang cá lóc không có nhảy cá bóng tượng không có nhảy có hang mà không mò chưa mò hang lớn công quá hang dữ công nhận cá là khiến nó làm mấy hang dữ thật công nhận thật chứ bởi lỡ liếp chân phải ừ công quá bữa nay vô mày kêu cẩu mày tài trợ cho giờ đông biên rồi Phúc dài lâu được rồi năm đó được rồi mình đi bắt cá lóc kiến đỡ lỡ liếp ổng à nãy giờ bắt được con nào chưa bắt được nó dốc mình bắt được 4 con rồi bỏ đi lưới bắt được mấy con chi ừ chứ bỏ đi lưới bắt hết rồi ha ừ chắc bỏ đi lưới bắt hết rồi chắc lưới bắt hết rồi nhiều lắm rồi lấy dâu đi cái này sao không thọt cái thọt con ẩu cái này trên này nè thọt chưa cái hang trên đó thì đầu mò phải ăn cua hay là ăn cá gì đó nhưng phải cá lục kiến rồi còn chú qua bên mương hàng tưng mò cái nữa Phúc ơi ừ cũng được mương tưng chỉ có 300 chép á qua mương giữa mò ừ có qua mương giữa thử coi con cua này nè ê chạy nào con chọn cái ra đây con chọn dưới cho ra con chọn dưới cho bò ra đi chọn bên kia đây chọn bên kia con chọn bên kia cho nó bò ra cái này nó ừ thùng cái ra nó ra thùng mạnh đi thùng mạnh đi mạnh nữa ừ nữa đây không nhá đâu nữa đây nữa đây nữa đây ôi trời ơi đâu qua nữa đây nữa đây dạ dạ ông dạ dính rồi dính rồi rửa à đây cua chút luộc trong khăn ăn thì đã lắm à gậu kia khăn cái chấm con mẻ ăn muốn ớt trời ơi con này con sống à ừ. Ồ con bự ha đẹp lắm Phúc giờ Phúc có chỗ nó xe ăn không có cái chỗ xe ăn luộc con này mới hết đó mà ừ kìa ốc nhóc kìa nghe mà đi săn bắt mà không có tôm chân có bên ốc bên đây nè đó đó bên đây nữa tới nữa đó đó à rồi đi từ từ phía sau nhìn kỹ kỹ là thấy nhóc luôn nói hoài ồ phía trước là bèo cám mà bèo qua cái bèo nè
nè, mạnh không nè, không đây nữa nè, ốc chết đó con nè, còn mạnh không nè. Đâu hai con no được con nè, nhóc không nè. Cái này mà vô mình nướng mà được cái loại trắng như ớt tắt rồi. Ui, tắt này nó nướng hả? À, cái này mà vô mình được trắng như ớt tắt rồi ta. Ăn ăn nhất cái nách luôn. Tắt nhóc kìa, chúng mình đã bẻ tắt luôn kìa Khang. Ồ, ốc bu đen con bự nghe. Đó, tắt kìa, nguyên cây tắt kìa. Dỡ cái gỗ lên, dỡ cái gỗ lên cho nó xuống. Cái này có mấy cái bụng nhỏ. Trời ơi, cái này chắc ngồi vô tắm thiệt à. Xuống sau mình tắm đây nè, ốc bu đen bành bung nè. Đâu. Trời ơi. Đâu uống mềm không? Dịch dịch cái. Quá đã luôn. Chúng mảnh rồi, cái này phải ai mua? Cái này mà ốc này mà ai mua 70 ngàn ký mình bắt kiếm cũng tiền không à. Dạ, ký có 40 à. Không, kêu ai mua 70 đi. Kêu ai mua? Kêu ai mua 70 ngàn ký đang mình bắt còn kiếm tiền rồi chứ. Bắt kiếm tiền làm gì tốt. Nè, ốc bu đen nè. Cái này con ốc mình nhắm lắm. Đâu coi coi coi. Bu đen á. Bu đen á. Đạp giò tao. Cái tay em mới vừa qua luôn á. Cái tay có nhiều cái ai mua 1 ký 70 ngàn rồi bắt bán kiếm tiền xài ta. Trời ơi. Nè, nhóc cái chân nè. Ủa đâu mà đụng tay không? Đụng như tay anh không? Ừ. Ra nó. Nè. Thôi hồi chịu luôn cái thao nè. Quá trời. Dữ lắm là cái. Ốc này giống ốc nuôi quá hả? Hả? Ốc giống ốc nuôi quá hả? Đó. Của ai? Của Mương, Mương Anh. Của nhà. Cái ốc tự nhiên, cái ốc này ăn mới ngon nè. Kìa sau lưng anh, sau lưng gà. Sáng nhất quá vậy ta. Thấy có con bu vàng với con bu đen kìa. Đó, đó, đó. Như cái gì? Ừ, cắn nhất quá. Dạ. Dạ. Cắn nhất quá ta. Ủa, nó cắn thôi chứ gì. Căng đó có mấy tắc căng. Bữa nay mình sang bán mà có gì mình hút hết đấy. Đi kiếm gì có gì bắt cháy luôn. Có hết thì cái gì bắt hết đấy. Tắc mà vô chấm luộc ăn luôn. Cái bút luôn luôn đen. Ừ. Nè con bắt mà cả này là hết cỡ rồi nè, không có bự hơn nữa. Rồi. Nóng không anh, nóng không anh? Con thua vậy? Dở lên được không? Được. Nóng lắm á, nóng lắm không thằng? Đúng rồi. Mày làm với bác Thượng mà đừng có sợ chứ nó đủ, bác Thượng đủ đồ chơi chứ nè. Đây nè. Ừ. Đây luộc nguyên một nồi ốc với chanh chép ha. Chờ lát là chín nè. Thôi. Đây. Nó cũng uống lúp luôn. Tổng rồi, không tổng lên được miếng nào chứ. Rồi mình đang luộc các bạn ơi. Mình luộc ốc với chanh chép. Không không. Không. Đó, tầm tiền giới em biết kiểu như bà sớm liền à. Ừ. À, cha nó cũng bằng của cậu. À, cha nó làm nghề lau dừa. Cây ngày hôm mà bị hôm dịch Covid đó. Cũng gió bão gì đó rồi chèo đi đốn cây anh ta té xuống ngủm. Ngủm. Ừ. Nhà nó xéo nhà cậu bảnh chút. Mình luộc chín rồi chút xíu à, chín cái đầu mình làm xương xương vậy nè. Nguyễn Hậu ní nữa kìa con. Có đeo dao theo không? Không có dao cắt cái chuối lót như hổm rồi. Để lát lấy cho. Ừ, cái đó cũng được đó. Ừ, cắt là chuối mình lót mình chảy nữa, mình chảy đồ ra chuối lá nguyên nha. Về quê là phải vậy Hậu. Về quê là lấy chuối mình lót thay niệm thay chiếu. Ở thành phố thì nhậu có niệm, có niệm lót, còn về quê là có lá chuối lót. Nó không có chuyên nghiệp đâu. Đó, nào đấy đây, xước cái đi.
nè. Đâu? Đó. Còn đây. Còn cá đang luộc, chứ còn cá lọc kiến nữa. Lấy ngót chưa người ly đi. Nè nó ngọt quá đại tử nè. Rồi hậu này ngồi cái hậu kia luôn. Ừ. Anh em được không? Hai hậu ngồi kế luôn đi. Thì hậu ngồi kế mộng hậu. Đâu phải, đâu phải hậu đâu. Cái gì? Thì mày hồi nãy mày nói thị hậu. Nãy nói chuyện cũng mà. Trường hậu hả? Trời ơi, có cái con dài dữ luôn. Cái trường đó nó dài luôn. Ai da, đau. Vô làm ngót người ta đi. Thử, lấy ngót trước đi. Làm đi, làm đi. Làm đi hậu. Nhỏ mà làm chưa. Lớn nhỏ. Vô ra thì hậu. Ở này mới Sài Gòn là 100 mô 2 ngàn đó. 100 ngàn. Ngoài 100 mày tí 3 cho trên đây có mất rồi. Đi nó giúp con. Ngoài không? Đây ở ngoài này ngoài chở nó mấy 30-35 ngàn ký. Ba chục ngàn. Đây có mấy ngàn ký à? Bự gì này. Ốc này. Ốc này ở đây 30-40 ngàn ký. Quay chưa? Còn ốc này thì ở đây có mấy ngàn ký à? Ốc làm gì không? Ốc này bù đen. Bù đen. Ốc bù đen không? Ủa nó quậy rồi. Trời ơi, trời ơi. Đó anh em ơi. Quá trời. Có cái uống. Dạ thấy không nha? Làm cái hót cua quậy hết cua hót cái cua nó quậy anh em ơi đó em hết quậy luôn rồi vô nè mà mọi người ăn miếng ngóc nha mọi người bù đen quá nó bù gà bù gà ăn giòn hơn ăn bù gà tôi chờ chiều đi bự quá cơ để bự ăn bự để đi kéo kéo ra kéo ra kéo thả lời thả lời xe ở dưới kìa xe dưới bỏ kéo đi tập đây cho đưa này cho bự quá tao không giỏi đó tới làng bự ăn mới đã rồi Hiếu Thuận mời đại gia đình mình uống miếng bánh tú nước mạch nha. Ốc lẻ luộc chín rồi các bạn ơi. Bữa nay có hai ông bạn ở Sài Gòn về. Ở chỗ nào mà ẩu? Không bồn mà điểm. Rồi cái đầu mình mời ngoài vườn mình làm lấy gai luôn các bạn ơi. Cho ăn luôn anh Phúc. Ừ dạ. Thịt cá nè thôi. Ôi, bỏ con vỏ cái này đi. Cái này cũng có chấm con mẹ nữa mới ngon nữa. Mẹ nói gì nữa? Thầy chùa. Cái này là cái gan phải không? Cái đỏ đỏ. Đỏ đỏ là trứng. Bỏ. Đỏ là trứng. Cái dưới kia là cái gan, cục đen ở dưới là cái gan. Cái rít nó là cái gan á, cái ruột nằm bên hông à. Ừ, cái ruột nằm bên hông. Đó. Nè còn ba có ba góc mà. Bộ tử nằm nè. Mày gấp quá. Chứ không? Bà làm con mẹ phải bằm chả nữa. Ờ, con mẹ là ngon lắm mày. Con mẹ có mà bằm chả, bằm đồn á. Ở đâu rồi lấy mẹ chả ừ. Với ớt rồi mẹ ớt được phải không ừ. Bỏ vô miếng đường miếng nước mắm vô quậy quậy lên được rồi ui ăn rồi ăn cái mẹ khổ làm chả đó bậm cực mất công ăn lâu không muối đường ớt còn không phải nước mắm á mắm ăn gì không anh chấm chép đi xong còn dẹm dẹm ăn qua cái này qua đây ui có cái nồi đó nha cái nồi cá lau kiến nướng các bạn ơi ăn đi rồi ăn sức cá lau kiến nướng chui đúng ra cá lau kiến này á là mình lọc da nha mình chặt kỳ chặt đồ á hậu chặt bỏ cái đầu luôn rồi mình lọc cái da nó ra để lửa than nướng ăn cực kỳ ngon luôn chấm muối ớt chanh mà này mình nướng chui là nướng mọi nướng mọi thì nướng mọi thì bây giờ đại gia đình đây thì Hiếu Thuận hồi nãy giờ với Nguyễn Phúc với Nguyễn Cang với Nguyễn Hậu đi mọi chăm chép hồi đầu mùa giờ cũng một thời gian khá là dài rồi thì bây giờ Hiếu Thuận với Nguyễn Phúc xin khép lại cái video tại đây là cái đại gia đình đây thì trước khi kết thúc video thì Hiếu Thuận xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh Bona với tôi Hiếu Thuận chân thành cảm ơn rất là nhiều Hiếu Thuận xin chúc đại gia đình mình xem video có nhiều nụ cười trên môi có chút gì để xả chết ha đại gia đình ha
À, cái gì cái thông tin đâu thì tận 10 phút. À, phải nói là chân thành cảm ơn rất là nhiều để gia đình mình đã ủng hộ. Thì hôm nay cũng có hai ông bạn mình ở Hóc Môn xuống có sẵn trùng dịp để mình quay luôn, có hai bạn mình vô luôn đó. Thì các bạn mình xem thì có ai ở gần Hóc Môn thì dạ, lại rủ Nguyễn Hậu nhậu. Nguyễn Hậu ở Hóc Môn. Rồi, Hiếu Thịnh với Nguyễn Phúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo của đại gia đình đây. Rồi, chào Khang. Rồi. À, hai bạn mình ở Hóc Môn. Rồi. Ngồi cái đó nhậu kỳ quá. Rồi đây.